đường dây mua bán thận xuyên quốc gia, từ bệnh nhân thành bị cáo cầm đầu. Bản thân bị mắc bệnh phải sang Trung Quốc thay thận, khi quay về, tôn nữ Thị Huyền nhanh chóng thiết lập đường buôn thận xuyên quốc gia. Ngày 23 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người do tôn nữ Thị Huyền, sinh năm 1975, ngụ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, bà tôn nữ Thị Huyền đã tử vong do bệnh trở nặng nên đã được đình chỉ điều tra. Bà Huyền là một bệnh nhân bị suy thận. Trước đó, phiên tòa đã được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng sau đó tòa đã trả hồ sơ do nhiều lý do. Lần gần nhất là tháng 5 năm 2022, khi phiên xét xử bước vào phần tranh luận thì thêm một đối tượng trong đường dây bị bắt theo lệnh truy nã nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã là Vũ Trâm Duy Khôi. Theo truy tố, năm 2009, khi đi ghép thận tại Trung Quốc, bà Huyền quen biết với Đoàn Thành Nhân, người Việt, chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia. Cuối năm 2016, bà Huyền sang Campuchia thì gặp Nhân. Trong lúc trò chuyện, Nhân rủ Huyền tìm mối bán thận với bác sĩ tên Trần, người Singapore, làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Sau khi gặp nhau, Trần nói Huyền về Việt Nam tìm người có nhu cầu bán thận đưa sang Campuchia cho Trần. Theo thỏa thuận, Trần sẽ trả cho Huyền từ 15 đến 17 nghìn USD mỗi quả thận. Thấy lợi nhuận quá lớn, Huyền nhanh chóng đồng ý. Về Việt Nam, Huyền dụ dỗ Đào Đức Hai Việt, sinh năm 1994, quê Bắc Ninh, Hoàng Đức Tùng, sinh năm 1991, Phạm Quang Cảnh, sinh năm 1996, Huỳnh Linh Tâm, sinh năm 1992, Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1999, Đào Quang Hưng, sinh năm 1992, ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và Huỳnh Kim Ngân, sinh năm 1995, bán thận cho mình. Đặc biệt, những người này sau khi bán thận cho Huyền thì lại được lôi kéo tham gia vào đường dây mua bán nội tạng của Huyền. Thông qua mạng xã hội, nhóm của Huyền đã tìm được và đưa những người bán thận đến các bệnh viện như Chợ Giấy, Hòa Hảo, Thống Nhất, Trí Đức, 115. Phòng khám Thuận Ki EU tiến hành các xét nghiệm theo hướng dẫn trước đó của bác sĩ Trần. Theo điều tra, từ tháng 4, 2017 đến ngày 21 tháng 1 năm 2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia cắt ghép thận. Số nạn nhân còn lại chưa tìm được người ghép thận phù hợp nên Huyền chưa đưa sang. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của những nạn nhân bán thận cho Huyền, người thấp nhất mất 45% sức khỏe, người cao nhất mất tới 69%. Đối với bị cáo Vũ Trâm Duy Khôi mới bị bắt theo lệnh truy nã, cơ quan điều tra xác định Khôi cũng là bệnh nhân thận nên có quen biết với Huyền. Khi được Huyền rủ tham gia vào đường dây mua bán thận, Khôi đã đồng ý. Huyền giao nhiệm vụ cho Khôi môi giới, tìm người bán thận và dẫn họ đi làm các xét nghiệm để phục vụ cho việc ghép thận. Khi có kết quả xét nghiệm, Khôi lấy đưa cho Linh Tâm, sau đó Linh Tâm chuyển cho Huyền. Mỗi trường hợp sang Campuchia bán thận thành công, Khôi được Huyền trả công 15 triệu đồng. Đồng thời, Huyền trả tiền công Khôi dẫn người bán thận đi làm xét nghiệm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Theo hướng dẫn của Huyền, Khôi còn giúp Huyền chuyển tiền cho đồng bọn và người bán thận. Từ đầu tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, Khôi đã tìm kiếm được khoảng 8 người bán thận, trong đó có 3 đến 4 người ghép thận thành công. Tổng số tiền Khôi hưởng lợi từ việc giúp sức cho Huyền mua bán thận là 40 triệu đồng, số tiền này Khôi đã tiêu xài hết. Đến tháng 1 năm 2019, khi biết tin Huyền và đồng bọn bị bắt, Khôi bỏ trốn.